Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm chính là quạt gió giảm lạnh trong xe của xe Toyota Camry 2010. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Denso tại Nhật Bản, mã sản phẩm của nó là 116340-7063. Để tiện cho quá trình quay thì em đã nhấc cái quạt ra trước. Mỗi một chiếc quạt thì sẽ được nhà sản xuất đóng gói như thế này để cho nó tránh va đập bị vỡ. Về phần cấu tạo của quạt gió thì phần đuôi quạt và phần cánh quạt được nhà sản xuất thiết kế sản xuất bằng nhựa ABS cao cấp, một cái dòng nhựa rất là chuyên biệt để sản xuất cho phụ kiện phụ tùng ô tô. Và với cái dòng quạt giảm lạnh của con Camry này thì nó có chút đặc điểm nổi bật, đó là cái phần này anh em có thể nhìn thấy, nó chính là cái phần mà nó có cái như chúng ta hay gọi là cái biến trở hay là cái IC đấy, để bảo vệ cái quạt bên trong. Đây là ba phần, ba cái giắc điện nhé anh em nhé. Đây là ba điểm để chúng ta bắt ốc vào chỗ của quạt gió giảm lạnh. Thì vừa rồi em cũng vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là quạt gió giảm lạnh trong xe của xe Camry. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.